sao anh lì quá vậy? Trời ơi, tôi nói bao nhiêu lần mà anh không hiểu. Mua cái giò heo á là phải kêu người ta chặt ra. Anh phải biết chứ, cái nhà mình làm gì có cái dao để chặt cái giò heo. Rồi bây giờ chặt bằng gì? Thì em dặn anh mua cái giò heo, anh mua giò heo thôi, anh đâu biết đâu. Đưa anh đi đổi. Đổi cái gì mà đổi? Chưa chờ coi kìa hả? Đổi cái gì? Gọi chừng nào ăn cơm? Nói hoài mà không nghe. Có cái lỗ tai hay là cái nấm mèo vậy? Rồi sao anh không trả lời tôi? Anh khi dễ tôi chứ gì? Không có hả? Nhưng mà cái mặt anh nói lên hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ anh không nói hả? Không nói thì nghỉ mẹ luôn cho rồi đi. Chia tay! Không có quen con mẹ gì nữa hết trơn hết trọi á. Thôi đã quá! Có cái giò heo rồi, đem về chiên giòn. Xúc quá, xúc quá. Vậy là hôm nay mình đã có cái giò heo nấu ăn mà không tốn tiền rồi. Món gì mà không tốn tiền ngon vậy con? Gì? Sao? Hôm nay á con được cái giò heo nè. Con tính làm món gì nè? Hôm nay con sẽ nấu món giò heo lụm. Trời, món này gì nghe lạ này nha. Con nấu sẽ rất là ngon. Vì đợi con nha. Tự nhiên cái có cái giò heo ăn mà không có tốn tiền luôn á. Mình sẽ đem phơi. Trời ơi, cái giò heo của mình mới đây đâu rồi? Đây, con mời cả nhà. Wow, thơm quá. Thơm tiền của ba. Thơm. Ba ăn thử đi ba. Cái gì cá tôi thấy là tôi không thai rồi đó. Ngon không ba? Giòn là ngon lắm. Không? Ngon đúng không? Đúng. Má, ba ăn ngon kìa. Má ăn thử đi. Ngon gì ngon? Tao thấy toàn là dầu mỡ không à. Trời ơi, mình lớn tuổi rồi, ăn ba dầu mỡ này giết ông thư chết luôn á. Thấy cái này cũng vậy, dầu mỡ dữ lắm. Quên mốt không? Bạn ba lại á. Con nhớ làm món này đó cho ba nhậu nha. Dạ. Ba mày á, cái nào ổng nhậu á, ổng nói ngon à. Món nó ăn nhậu còn gì nữa. Má ăn thử đi, má không thử sao biết không ngon. Thử rồi mới biết nó ngon cỡ nào đúng không ba? Đúng rồi, đúng rồi. Chị Kim thử, chị Kim. Trời gì nữa bà nội. Trời ơi, gia đình ăn ngon quá he. Gì nữa đây? Về thì tôi qua tôi lấy đồ của tôi. Đồ gì của mẹ đây mày lấy? Lấy gì? Thì giò heo nè. Đây là của mày. Trời ơi, con dâu của bà ăn cắp của tôi đó má. Trời đất. Cái con này nay bà đặt đi ăn cắp nữa. Ủa, cái giò heo này tôi lượm ở ngoài đầu ngõ mà. Ừ, nó lượm mà. Bà có nợ giò heo mà lượm, bà bị bệnh hả? Trời ơi, ta đang cả lộn với bồ người ta quăng thôi. Cái tự nhiên lỡ lấy cái nó lượm. Đúng rồi, tại mày quăng nó mới lượm đó. Thì quăng tôi mất đúng rồi. Quăng thì tôi lượm thôi. Cho ngang ngược trời. Thôi, không có nói nhiều nữa. Cái này của tôi là tôi qua tôi lấy lại nha. Ủa, gia đình bị bệnh hả? Trời ơi, còn này nữa. Cái tôi đem về cho bồ tôi ăn nữa. Của tôi. Trời ơi, gia đình bị bệnh. Trời ơi, cái bà này má ngang ngược dễ sợ chưa đó. Không thử sao biết không ngon, thử rồi mới biết nó ngon thế nào. Trời ơi, trời. Có gì đó cho chồng ba ăn kìa. Trời ơi, cái bọn đâu là trời, mày đứng lại. Nghiệp quá.
Thôi, chị em không à, chắc hiểu lầm nhau thôi mà. Nghiệp từ miệng mà ra, cuộc đời này rất là ngắn nha. Biết không chừng hôm nay sống ngày mai chết, mà biết đâu chừng ngày mai mấy chị chết trước em thì sao? Nghiệp, khỏi uống đi mày. Cà phê đó em chưa có uống, chưa gì chị dùng chi ngoài đường nó ô nhiễm thì sao? Chủ cho ta thì ta nên biết tiết kiệm nha chị. Cho gì mà nên hưởng tháng nha. Vũ trụ bà rồi mày chứ vũ trụ. Vũ trụ nào cho mày, ta cho mày đi có. Bây giờ mày đi về đi. Mày sẵn sàng nữa hả? Cho cái chỗ chặt nữa đó mày bây giờ. Mày đi không? Hả? Mày đi không? Đi ra mày. Tôi nói mày nghe nè. Mấy cái con quỷ kế này nè. Tối ngày là đạo đi vũ trụ. Hứng sầm là cái sớm à. Nhất tư à. Mấy cái con mà thường mở miệng ra đạo đi đạo đi á. Sớm như cái lá quần người ta vậy đó. Không có gì là phải tức giận á. Vũ trụ. Vũ trụ gửi cho chúng ta đó nha. Trời. Mấy cái con mở miệng ra đạo lý vậy nè. Trời ơi, nó sống như cái đám quần người ta. Mày đi luôn nha, tao bắt mày qua đây nữa nha mày. Nha mày. Bà Lai, bà Phương, bà có thấy ông Chiến nhà tôi đi ngang qua đây không? Không, không có thấy. Chuyện gì vậy? Trời ơi, cái ông mắc dịch đó đó. Tôi mà bắt đận tay ổng á là ổng chết mẹ ổng với tôi đó. Mà cái chuyện gì mà nhìn cái mặt bà thấy sợ vậy? Trời ơi, ổng già rồi á mà ổng không có nên nết. Ổng đi theo gái. Tôi mới nghe ổng mấy bữa nay này nè. Ổng đi với con nhỏ kia, ổng chạy ở bên bờ ruộng á, mà tôi chạy theo á, tôi chạy không có kịp. Rồi, bà biết mặt nhỏ đó không? Trời ơi, tôi không có biết mặt. Ổng Chiến đó nghe, mà tôi thấy được ổng nha. Kỳ này á, tôi thắt ổng luôn cho ổng hết Chiến luôn. Trời đất ơi, của người ta có một khúc à. Mà bà đòi cắt. Nói muốn xài cái gì xài bà nội. Trời ơi, mà tôi tức quá bà ơi. Bây giờ hai bà tính với tôi làm sao đi? Tính sao nữa? Chuyện vợ chồng bà, bà coi kiếm cách nào nói chuyện lại với ổng đi. Theo tôi nghĩ là bà phải chịu khó đi rình để bắt tận tay, dây tận mặt. Thì lúc đó ông mới tưởng ra. Chứ bà cứ ậm ờ vậy ổng lưng. Mà bây giờ vậy nè, tôi nói vậy nghe. Bây giờ hai bà đó giúp tôi nha. Hai bà đi theo dõi ổng á, coi ổng đi với cái con quỷ cái nào. Chứ tôi có mình á, tôi mà đi lợi mấy cái chỗ đó tôi sợ nó quánh tôi quá à. Hai bà giúp tôi nha. Nha. Thôi được rồi, để chị em tôi ra khóa cửa rồi đi với bà. Vậy nha. Trời ơi, tôi cảm ơn hai bà quá. Rõ khổ mà. Anh hứa bán ruộng xong á, anh mua xe cho em. Sao tới giờ cũng chưa mua nữa? Phải từ từ chứ. Mới bán xong mà ông tiền hết là bán nghi. Không chịu đâu. Đợi biết bao giờ. Nếu mà em đợi không nổi á là em nhờ người khác mua xe cho em mà nha. Trời ơi, đừng có lời anh hết á. Mình lo cho em được rồi. Trời ơi, trời. Có người nó sẽ chọc bà hăng kìa. Có lại trời, mày đứng lại. Bắt mày nè. Mày đứng lại. Giúp nó. Mày ăn chay đường, mày ăn chay đường, mày lấy đường với chồng người ta, mày hả? Giữ chồng người ta, mày hả? Đi!
thôi. Mấy bà cứ để đi, để tôi xử đẹp nó cho. Nó hả, cứ lý lẽ lý sự lắm á. Mà thiệt ra nó giật chồng hết cả cái xóm này nè. Bà thấy tôi nói có sai không? Mấy con mở miệng ra đạo lý mà sao bắt đầu cũng như cái quần người ta vậy đó. Chẳng thèm bắt đầu quan quay gì thêm mà nè. Thân bắt đầu có sạch sẽ. Thân sao? Trời ơi, chết đi. Trời ơi, ông à, 55 tuổi rồi mà sung dễ sợ luôn. Ông Ngọc ơi, ông Ngọc ơi, ông đâu rồi? Bà cũng đẹp, tuổi 50 á, mà nhan sắc như thế này á, là khỏi phải bàn, ok quá. Trời ơi, cái ông này, ông Ngọc ơi, ông Ngọc ơi, ông đâu rồi? Chết rồi, con Ngọc nó kiếm tôi. Vừa giờ sao đây ta? Giờ sao? Trời ơi, ông đi trốn chứ sao vậy? Nhanh, nhanh lên. Ông Ngọc. Ủa bà, nói nha, bà cho tôi hỏi nãy giờ bà thấy chồng tôi đâu không? Hồi nãy á, tôi thấy á, thằng chồng của bà len lén vô hả? Nhà bà thấy á. Cái gì? Bà thấy ổng trong đó hả? Được rồi, ông này không biết tay tôi. Ông Ngọc ơi, ông Ngọc đâu rồi? Bà qua nhà tôi bà đập cửa âm sùm vậy? Mày im cho tao. Á à? Ông Ngọc ơi, ông Ngọc đâu rồi? Bà Ngọc. Ông Ngọc. Ông Ngọc đâu rồi? À, ông trốn ở đây hả? Mau ra cho tôi, nhanh. Đi ra đây. Ông ra đây làm cái gì hả? Đi ra đây. Ông làm cái gì ông đó? Nè nha, tôi bắt gian tại trận rồi nha. Ông còn chối nữa không hả? Ông làm gì? Tôi qua đây có công chuyện chút xíu mà. Công chuyện gì mà đóng cửa em mỉm vậy hả? Ông làm như tôi con nít vậy hả? Ông gạt tôi hả? Tôi nói cho ông biết nha, tôi mà lớn thêm 15 tuổi á, tôi đẹp 8 người như ông đó. Tôi cho ông hay vậy đó. Chị ơi. Còn mày nữa, mày im cho tao. Tụi lắc con tao nó qua nó xử mày. Ông đi về cho tôi. Ông về đây cho tôi. Đây. Tôi nói ông rồi, biết bao nhiêu lần rồi hả? Từ từ về bà đây. Ơi, dữ vậy. Từ từ vậy đó, đi về đây. Tôi đây cho tôi. Từ từ bà làm gì dữ vậy? Tôi nói chồng biết á, tôi đã không ưa cái con đó từ lâu rồi. Nó là con quỷ cái, chuyên môn đi giật chồng người ta. Dạ, không nên hết. Bà đừng có nói như vậy, tội lỗ miệng lắm. Cái gì? Ông còn bên đó nữa hả? Nó là con quỷ chứ không phải con người. Nếu mà con người không ai mà đi giật chồng người ta như vậy hết á. Mà tôi nói chồng biết nha, cái chuyện này á, tôi không có bỏ qua đâu. Tôi sẽ đi nói hết cho cả xóm này biết. Đến khi nào mà nó đổi quần á, thì tôi mới vừa cái bụng của tôi. Ủa? Thì vậy sao bà? Tôi mà có nói dối hả? Tôi chết liền đó bà. Phải chi á mà nó thương mấy người mà không có gia đình hay là không có vợ đi, tôi cũng không có ghét nó nữa. Cũng phải. Hôm trước á, tôi còn thấy chồng bà hả, đi vô nhà bà Ngọc, bà còn đóng cửa lại nữa chứ. Phải công nhận cái bà này bà gan thiệt. Gặp tôi hả, tôi dẫn ổng đi vô nhà trọ chỉ có 80-100 ngàn thôi. Giật chồng ở cái xóm này á, tôi nói thiệt chứ khó ở lắm á. Đúng rồi đó chị. Kìa kìa kìa, mấy bà thấy không? Cái bản mặt giật chồng người ta bây giờ xấu hổ đi lứa giống như là ăn trộm ăn cướp vậy đó. Nè mấy bà, tôi đã nói cái chuyện vừa qua chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sao nói hoài vậy trời? Ờ, hiểu hay quá à. Mày hiểu hay mà mày đưa chồng tao vô trong nhà mày. Ờ, thì cũng phải rồi bà ơi. Chính mắt tôi thấy nè, hôm trước hả chồng bà Ngọc hả đi vô nhà bà còn đóng cửa lại nữa mà. Ở xóm này ai cũng biết hết á, chỉ có bà Ngọc á ngu bà mới không biết mà thôi. Rồi, thì bây giờ tụi bay đã biết rồi thì tao nói luôn. Tao lấy chồng nó đó, tại vì tao đẹp hơn nó, cho nên chồng nó mê tao, được chưa? Trời đất ơi, nó giật chồng người ta mà nó còn hạnh diện, giống như là nó đi mua vàng vậy đó. Ờ, tao vậy đó, chồng mày ngủ với tao luôn rồi nữa đó, rồi đó. Sao? Mấy bà thấy chưa, nó xác nhận rồi đó, mấy bà làm chứng cho tôi nghe. Bây giờ mày muốn gì hả mày? Mày muốn gì, mày tao cũng chơi với mày luôn đó. Mày giật chồng. Cứ tưởng chơi phim đi có hả? Ây da! Này ngoài đời có thiệt mà! Sao?
đi cặp bồ nhí hả? Mày chết với tôi. À, cái ba mày nằm ở đây ha. Ông gan lắm, chết với tôi. Hả? Ê, hai đứa bay làm gì đây? Cái con này, mày làm cái gì đây vậy? Ôi. Mày làm gì chồng tao hả? Cái ba bị gì vậy? Chồng bà bị trúng gió nằm liệt dưới đây nè, không khởi đi nổi á, tôi cứu chồng bà đó. Đúng là làm ơn mất oán mà. Cứu hả? Mày đừng có lẻo mép nghe chưa? Hả? Cái loại mắt xanh môi đỏ với mày chứ có giật chồng người ta thôi à. Trời, ông sao? Ông làm gì? Ông ngồi dưới tôi. Trời ơi, ra ngoài mà sao? Trời ơi mẹ, mày luôn sùm ra này. Tôi đi lận ra chạy, tôi bị trúng gió. Cũng hơi là nào cái cô này là cô cạo gió tôi, chúng tôi là tôi đi bắn muối rồi. Ủa ông Nhơi, cái mặt ông sao vậy, giống chó bằng sợi vậy? Có sao không? Thôi để tôi kêu xe cấp cứu. Thôi bà yên tâm đi, tôi kêu xe cấp cứu rồi. Phải sơ cứu cho chồng bà trước, chứ không hả, có chơi mà cứu được á. Vậy hả? Xin lỗi cô nha. Tại vì tôi ít học á cho nên tôi hồ đồ, cô bỏ qua tôi nha. Bà hồ đồ gì? Bà ném về hồ cá tra có chở hồ đồ. Chưa chết sướng xa sướng sát vô. Ờ tôi biết rồi. Cô cảm ơn cô nhiều nha. Vậy thấy tôi để mà tạ ơn cô á, tôi sẽ chuyển khoản cho cô nguyên một cái tháng mà thu nhập và tiền mua dây chai của tôi á cho cô được không? Trời, tháng thu nhập dây chai của bà lớn quá trời của đất luôn. Tháng của bà không đủ một cuốn túi sách của hàng hiệu của người ta nữa, chuyển khoản đền bù được. Ủa sao tự nhiên ông hết méo mặt rồi vậy? Tự nhiên hết hả? Sao không vậy? Tôi bị trúng gió mà, thì gió chiều nào theo chiều đó đâu. Ai gió chiều này vô đã không trúng rồi đó. Quả lép xếp tôi nguyện quả mà tôi cắn luôn lại đó. Trời ơi thôi mà đừng, chúng tôi sợ chó cắn lắm, nhất là mấy con chó già như ông á. Ủa mà sao cô im lặng vậy? Cô còn giận tôi hả? Ủa chứ ông bà nó hết trơn rồi sao tôi nói lại được? Mà thôi, coi như á là hôm nay tôi làm từ thiện đi. Bởi vậy tôi nói đúng đó. Mấy người đẹp thôi mà, thường thường tấm lòng cũng đẹp mà. Người tốt. Lẻo mép dữ ha. Đi lụm dê chai mà hả miệng mộm hả như mấy chai dê dịch ngoài ngõ đó. Chắc là ông Sáu hôm nay bị trúng gió nên là có thể bị ngáo lời hay nói chuyện đạo lý vậy đó. Cô nói đúng luôn á. Chồng tôi á đi lượm dây chai mà trời ổng tưởng giống như là ổng chủ dựa dây chai vậy luôn á. Ủa mà nè, cô tên gì vậy? Để mai mốt ra đường á mà tôi gặp cô á tôi còn biết được tôi gọi. Để mà tôi còn đền ơn cô nữa đó. Tôi tên là Hoa, tới giờ tôi phải đi ra sân bay rồi. Chồng bà không sao rồi đó, ở lại lo cho chồng bà đi. Bye bye. Cảm ơn cô nha, bữa nào tôi đi cúng cô cầu phước cho cô nha. Qua thủ phấn chưa thụ rồi đi vậy. Cái gì thụ phấn cái gì hả? Ông nhìn ông kìa. Cái gì mà thụ hoa thụ phấn gì đây nè? Cái mặt của ông bây giờ ha, nó méo như là cái bô mớp bị lỗi gì đó. Mày đặt thụ hoa thụ phấn gì đây hả? Ông liêu hồi với tôi á. Ủa sao giờ xe cấp cứu chưa tới vậy ta? Chắc cô đang xếp hàng chờ có rượt đổ xăng. Giờ chở cho đổ 50 ngàn. Hiểu hồn với tôi á. Trời ơi, đói quá, trời đói. Ây, đói bụng quá. Sao Sậu ơi là sao Sậu, mày đi đâu 2 ngày mà mày bỏ đói vợ mày vậy? Để cho tao đói như là con chó sói vậy sao Sậu? Ông Sáu ơi, ông Sáu, ông đâu có tiêu ông Sáu ơi. Trời đất ơi, ông trúng đậm quá trời mà sao ông không chia cho em hút gì hết trơn á. Ông ra đây ơi, ông Sáu. Sáu ơi. Cái quỷ. Thằng chồng tao nó trúng gió chứ trúng số cái gì. Tao đang đói bụng mà mày đi lòng vòng như thằng quỷ sứ làm cho chóng mặt quá đi. Ủa ông Sáu, ông trúng độc đắc sao bà không đi ăn mừng đi? Ở đây ngồi khóc vậy bà? Ăn mừng cái bà nội tao á, bây giờ đói bụng có cái gì bỏ vô là mừng rồi. Ở đó mà ăn mừng cái gì mà... Ủa, đây mày nói gì? Ông trúng gì, trúng số hả? Ông Sáu trúng độc đắc 6 số, vé số sáng mua chiều sổ. Làm gì có. Trời ơi, tin được không? Sao mày biết? Trời ơi, tôi bán vé số cho ông mà tôi không biết. Tôi leo lên trên núi tôi bán vé số, nghe tin ông trúng tôi xuống núi liền nè. Mày cho tôi mượn số giỏ coi. Hôm bữa tao chửi ông quá trời quá đất luôn, tao nói tiện không có ăn, mày đặt mua vé số, tao giục không gác rồi mà. Trời ơi,
đâu chỗ nào trời ơi bà làm cái gì coi đây nè 007 007. Trời ơi đúng rồi, cái số quỷ này tao nói âm binh hồn dịch lộn nó không bao giờ nó trúng, tao dùng phương khác không mà. Ông trúng hả? Trời đất ơi, không chừng á ông Sáu ông trúng số cái ông giấu bà, ông ém làm cua riêng á. Mày nói đúng ha. À thì ra là trúng số hả Sáu? Hai ngày mày không về hả Sáu? Trúng số mày không mang tiền về cho vợ mà mày đem tiền cho gái ở ngoài đường hả kia Sáu? Mày chết chứ. Tôi làm gì? Tôi là bảy. Lộn bảy. Mày đi với tao. Hả? Mày đi với tao. Đi. Đi về. Đi về đây. Mệt lắm rồi. Anh chưa có thủ xong mà mới cho 200 chai luôn. Nhưng mà anh thủ hết bắn hoa rồi còn gì nữa. Ngày 3 đêm 7 em hết suất rồi. Thôi bây giờ anh về đi. Khi nào em có suất thì em bù cho anh nha. Nha, đi về đi. Ừ, về thì về. Chứ ở đây lâu quá, chẳng cái nhà xin nghi. Đúng rồi đó. Mốt nhớ bù nha. Nữa. Anh tính mặc cái áo hoa hòe này cho cả làng cả xóm nó biết hả? Đi vô thấy cái đồ cái bàn của anh đi. À đúng rồi. Bà biết là chết cũng chẳng cái gì ghê. Anh cẩn thận nha. Thật ra là ông biết tổn tên với cái con chặt xanh này ha. Mấy cái tôi không biết cái tôi nè. Không biết cái tôi nè. Trời đất ơi, ông Sáu, ông ghê ha, ông trúng số độc đắc mà ông dám díu nghiêng với vợ. Ông qua đây ông xào bà chẻ bảy với con nhỏ này. Mày bứt cái miệng mày con bảy với Sáu. Bà sao tội, tôi xin bà mà. Trời ơi, tôi đi qua đây là tôi cô đất cô nhà. Tôi tính mua, tôi tính tặng quà sinh nhật cho bà, tao bất ngờ nữa mà. Mày làm đám cho tao thì có đó. Hả, tao nói cho cái thằng chồng diễn gió. Còn cái con kia, cái con giật chồng giật gió kia. Mày khai mau, mày dụ dỗ chồng tao bao nhiêu tiền coi. Ủa, chồng bà trúng số, chồng bà hứa với tôi mà. Chồng bà còn hứa cho tôi từ thạch thất lên làm chính thức rồi đó. Tôi nào có biết gì đâu. Trời ơi, ghê chưa. Mày đi mà tôi tan mộng mày. Ông bảo sao em nói gì kỳ vậy, em nói gì chứ làm sao. Cái mà anh nói vậy mà. Thạch thất hả, chính thức hả. Hôm nay hả, tôi cũng bảy thất cho mày luôn nè. Bảy gì. Trời ơi, bao nhiêu tiền vất vả tôi làm tôi dành dụm, bây giờ không còn một cắc là sao hả? Anh từ từ nghe em giải thích nè. Tại vì em thấy anh cực khổ quá, em cũng muốn kiếm tiền thêm cho gia đình mình mà. Đỡ cực hay là tôi phải nai lưng làm đây từ đầu. Cô có biết vất vả lắm tôi mới kiếm được số tiền đó không? Bây giờ anh muốn mắng chửi em kiểu gì cũng được hết á. Chứ em biết làm gì giờ đây? Chửi rồi, mắng rồi, cũng đánh luôn rồi. Nhưng mà tiền cũng quay lại với tôi không? Tại vì em nghe lời con Sương, nó nói là làm một mà lời bốn. Em thấy ngon quá cái em gom hết tiền nhà đưa cho nó. Là cái con khỉ sao mà ngu quá trời vậy hả? Vợ người ta ra đường á, một lời mười. Còn cô làm một cái văn 500 triệu của tôi luôn. Bây giờ không có nói gì nữa, cuốn cô ra khỏi nhà tôi. Sao anh đuổi em đi sớm vậy? Rồi giờ em biết đi đâu? Với lại á, mấy ngày hôm nay em đi tìm con Sương á, em chưa có giặt đồ. Hay là để em giặt đồ xong á, cái em đi sau nha. Không có cần, đồ lấy dục hết trơn rồi. Bây giờ đi đâu mà ra ngoài góc cầu hay là nghĩa trang, nghĩa địa gì đó, ra ngoài đó ở đi. Khi nào kiếm được con Sương lấy được 500 triệu thì lú cái mặt về đây, không thì biến. Thôi mà, A Điệp, đừng có đuổi Lan như vậy mà. Điệp cái con khỉ, bây giờ Lan đi không, cắt đứt dây chuông rồi, tôi trụ vô mặt nè. Bây giờ em khổ quá trời luôn rồi, A Tư ơi. Bây giờ không biết cách nào mà đi tìm nó để mà lấy tiền về cho chồng em nữa. Em lo quá trời rồi, A Tư ơi. Tao đã nói với bay rồi, chơi hụi chơi hẹ rủi ro nó cao lắm, mà bay đâu có nghe. Cứ đâm đầu vô. Rồi bây giờ thấy cảnh này chưa? Rồi em đâu có biết trước như vậy đâu. Rồi bây giờ mình tìm nó ở đâu đây A Tư? Thôi bay bình tĩnh đi, yên tâm. Bây giờ nguyên cả sớm giờ bao dây bố ráp đi tìm nó kìa. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. À, bảy sao rồi? À, cái game mà đi tìm Sương vết gâu tới đâu rồi? Em cũng đi thử thách giống như người ta đó, 6 ngày 6 đêm mà không có thấy vết gâu đâu hết trơn. Thấy gâu không à. Nó trốn cái kiểu gì bây giờ không có một chút tì vết luôn. Em cũng vậy đó. Trời, buổi sáng em còn gặp nó nha. Cái tới chiều á,
nhà nó dọn sạch trơn, không còn một hạt bụi. Hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để ngày mai tôi về tôi đi bụi. Em thông cảm đi, chắc thằng Bảy á, nó mất cũng nhiều á, cho nên lên cơn sản đó. A Bảy, rồi cuối cùng á, nó giờ của A Bảy hết nhiêu tiền vậy? Có nhiều đâu, có 1.2 tỷ à. Cái gì? 1.2 tỷ hả? Trời, 1.2 tỷ mà A Bảy nói á, đơn giản lắm, không có nhiêu đâu. Trời ơi, em bị nói dũ hả, có 500 triệu à. Mà chồng em muốn cắt đứt dây chuông với em luôn kìa. Ê, khoan, cả xóm mình thập viên mai phục như vậy, mà nếu như cái con nhỏ đó nó có bị viêm cắn, nó có cắn á, nó cũng không thể nào nó thoát ra được. Chỉ trừ cái trường hợp là... À, ý mày nói vậy là mày biết nó trốn đâu đúng không? Bí mật. Em, một lát nữa cái đội truy tìm kết gâu đó khuya nó về ngủ, vậy là em có thể ra bến xe miền Đông, bắt xe ra Hồng Kông, rồi hai đứa mình tung tăng. Anh chu đáo quá à. Nè coi nè, em tính hết rồi, em gom tiền hội ở xóm được 14 tỷ. Trời ơi, công nhận cái xóm này nó giàu thiệt, toàn đại gia ngầm không. Đây là 5 tỷ nha, cái mình đi du lịch, mình vi vu. Ok anh yêu, đố ai biết được con Sương đang trốn bên nhà của thằng đẹp mặt quạo. Sao không biết? Bị úp sọt rồi nha. Mày sao ở đây? Ở đây mới thấy cái cảnh mà hai người hẹn hò chim chuột với nhau đó. Sao cậu dám vác cái mặt về đây? Nè, ông tìm cớ ông đuổi tôi ra khỏi nhà là để ông đứa con tôi đây này về nhà đúng không? A Điệp, nó đi á là để trở về. Trời đất ơi, tao không ngờ mày luôn đó, ngoại tình mà vô tình đến như vậy luôn. Ông nói gì vậy? Thôi chuyện nhà của anh giải quyết đi nha em về. Ê Sương, mày đi đâu hả? Cả cái xóm này á quay kín cái nhà này rồi, mày có chạy đằng trời á 1.2 tỷ của tao đâu. Anh ơi, tha cho em đi, tiền em còn giữ nè, em trả lại cho mọi người mà. Bảy, tao không ngờ á mày lại biết Sương nó ở đây, hay thiệt á. Em có manh mối. Em thấy á là con Lan á nó đóng tiền hụi cho con Sương, nhưng mà con Sương á thì nó lại trả tiền lại á cho thằng Đẹp. À, là nó cắn rồi đó. Rồi trong khi á em thấy nó lên mạng á, hai đứa này nè nó mặc đồ cặp, rồi nó chụp hình check in cùng một địa điểm là có vấn đề rồi. Thì ra là vậy. Hèn chi á, bà con trong xóm truy lùng con Sương khắp hang cùng ngõ hẻm mà đâu có tìm thấy nó. Thì ra nó chọn nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất, chính là nhà hàng Đẹp. A Đẹp, anh đúng là một thằng ngụy quân tử mà. Bây giờ anh trả lời sao với tôi, với mấy đứa con đây hả? Mày, ủa anh Kha, anh tới đây khi nào sao anh không nói với em? Em đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Anh hỏi gì kỳ vậy? Bộ em không được phép ăn mặc đẹp hả? Em trả lời câu hỏi của anh đi. Anh hỏi là em đi đâu? Em đi cà phê với bạn, được chưa? Bất mới giờ này đi cà phê mà em đi cà phê với bạn nào? Nam hay nữ? Anh thôi đi, anh đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa. Tại vì cả trưa nay anh gọi cho em, anh nhắn tin, anh gọi không biết bao nhiêu cuộc hết á, nhưng mà em không nghe máy. Mà anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em đi đâu thì phải nói cho anh biết, hoặc là muốn đi đâu á thì cứ nói anh đưa em đi. Ủa anh là bạn trai của em chứ không phải là chồng của em, mà kể cả anh có là chồng của em á thì cũng không có tư cách mà quản em kiểu đó. Ok, em bắt đầu cảm thấy sợ anh rồi đó. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy á thì tụi mình... Anh xin lỗi, cái này tại vì anh yêu em, anh yêu em mới biết điều đó mà đúng không? Anh yêu em cho nên anh mới ghen tuông như vậy thôi. Thiệt không? Thiệt, anh thề, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ một... Vô nhà đi.
Thôi để đi. Ê tôi nghe nè, hôm bữa đi chơi với người ta sao rồi? Không được. Chủ khoái hay gì, nhìn cái nư là biết rồi. Ủa anh Khang. Ê trời đất ơi, anh làm gì vậy? Nè đừng có đánh nhau nữa. Ồ tao hả? Chết đi. Cô nhớ ở sau lưng tôi qua lại với thằng này đúng không? Anh bị khùng hả? Đây là Ken bạn tôi mà. Bạn bạn cái con khỉ mốc. Tôi tận mắt thấy cô với nó nắm tay nhau còn định hung nhau nữa gì. Anh hiểu lầm rồi. Ken là bạn của tôi, anh qua đây anh bán với trai mà. Anh bị sao vậy, tự nhiên đánh người ta. Nghe hiểu lầm. Nè, ơi, đừng, đừng có đánh nhau nữa. Trời đất ơi, sao đánh nhau ở đây vậy? Ê, ý, con có sao không? Con sao mẹ con cản đi nữa thôi, quýnh chết nhau luôn bây giờ. Trời đất ơi, đừng có đánh nữa. Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra. Nè, tôi báo công an rồi gì chưa? Làm cái gì đánh nhau ở đây vậy hả? Ê, ông có sao không vậy Ken? À, mày quen chút thằng khùng rồi đó. Mày nhớ mặt tao như mày. Tất cả là tại anh đó, anh hài lòng chưa? Làm sao? Bây giờ cô thấy thằng đó nó bỏ đi rồi, cô tiếc đúng không? Anh bị điên hả? Tôi với Ken chỉ là bạn thôi. Mà Ken á, cũng không có thích con gái. Anh hiểu chưa? Cái gì? Kha, tôi với anh chia tay đi. Tôi hết chịu nổi anh rồi. Giờ định làm gì nữa? Ý ơi, cái này thiệt sự là do anh yêu em nhiều quá cho nên anh mới như vậy. Anh mới ghen tuông, anh mới mù quáng như vậy. Anh hứa với em là từ bây giờ anh không vậy nữa đâu. Em tha lỗi cho anh đi mà ý. Anh im đi. Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Nhưng mà anh đâu có thay đổi đâu. Cái tính ghen tuông của anh đâu có bỏ. Yêu nhau mà anh không tin tưởng, anh không tôn trọng tôi như vậy á, thì mình dừng lại đi. Nè nè nè, buông tay ra coi. Anh đi đi. Anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Cô được lắm. Cô dám ở sau lưng tôi, cô qua lại với thằng khác. Cái loại con gái như cô á, cặp kè hết thằng này tới thằng kia. Cô làm như vậy cô khác gì cái xe buýt công cộng không? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tao nói vậy đó rồi sao? Hả? Tao nói cho mày biết, một ngày nào đó tao sẽ khiến cho mày phải hối hận. Trời đất ơi, cái thằng này. Mẹ ơi, sao đối xử con như vậy? Thôi được rồi, con không có gì phải khóc hết á. Mấy cái thằng như vậy đó, biết sớm tránh xa càng tốt. Chứ mà con dây dưa vô mấy cái thằng mà hả ghen tuông mù quáng vậy, thế nào cũng có chuyện à. Cái con này nó đi đâu cả ngày rồi chưa về nữa. Ken hả con? Ừ, con Ý nó có qua nhà con chơi không? Ừ, không có hả? Cô cảm ơn con nha. Alo. À Tâm, à, cô là mẹ của con Ý nè. Con Ý có qua nhà con chơi không? Ừ, vậy con có biết nó đi với ai không? Không biết hả con? Cô cảm ơn con nha. Con bé này không biết đi đâu, cứ để cho mẹ lo hoài à. Tao nói cho mày biết, một ngày nào đó tao sẽ khiến cho mày phải hối hận. Không lẽ anh sao anh làm gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Làm gì hả? Cô dám phản bội tôi, cô lừa dối tình cảm của tôi. Cô nghĩ đi, tôi sẽ làm gì cô? Anh bị tôi lừa dối anh cái gì? Tất cả cũng chỉ vì cái tính ghen tuông của anh, tôi không chịu nổi nữa. Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà sao anh không chịu hiểu vậy? Mày cãi hả? Nè, mày dám lừa dối tao, mày đi với hết thằng này tới thằng khác. Bây giờ mày còn chối hả? Hả? Anh ra. Anh bình tĩnh lại nghe em nói nha. Bây giờ anh thả em ra trước đi, rồi tụi mình quay lại với nhau được không anh? Thả em ra nha. Ý à, em có biết là mỗi lần em đi ra ngoài á, anh sợ lắm không? Anh sợ là em sẽ đi với một thằng đàn ông khác. Rồi mỗi lần mà anh nhắn tin cho em mà em không trả lời á,
Trong đầu anh đều nghĩ là em đang ở bên cạnh thằng khác. Anh sợ lắm. Anh sợ em sẽ phản bội anh, sẽ lừa dối anh. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ kỹ rồi, anh đã tìm ra cách rồi. Từ bây giờ anh sẽ khiến cho em mãi mãi bên cạnh anh. Chỉ bên cạnh anh thôi. Đừng mà. Tụi mình sẽ không phải xa nhau nữa. Ý à? Đừng mà. Em cứ yên tâm đi. Sau khi mà em đi rồi á, anh sẽ đi theo em. Anh sẽ làm thật nhanh. Em sẽ không phải đau đâu. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà Kha. Tụi mình sẽ mãi mãi bên cạnh nhau mà Ý. Em cứ yên tâm. Mẹ ơi, mẹ, mẹ có sao không mẹ? Đừng mà. Giờ thì không có ai có thể ngăn cản được tụi mình nữa rồi. Đừng mà cả. Mình sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Đừng mà. Tao đã nói đừng bao giờ động vào con gái của tao rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Sao? Mẹ ơi. Có mẹ ở đây rồi.